xin gửi lời chào ngày mới tới quý độc giả của báo Đồng Nai. Bây giờ là thời lượng dành cho tin nhanh audio. Bản tin hôm nay thứ 6 ngày 2 tháng 2 năm 2024 có các nội dung sau đây. Báo Đồng Nai trao quà cây mùa xuân tại Tân Phú và Xuân Lộc. Tin của Thanh Hải và Hạnh Dung. Ngày 1 tháng 2, Báo Đồng Nai phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Tân Phú và các doanh nghiệp tổ chức chương trình cây mùa xuân, trao 100 phần quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn ở xã Đắc Lua, huyện Tân Phú nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024. Tại chương trình, Báo Đồng Nai và các đơn vị đã trao tặng 100 phần quà trị giá 500.000 đồng mỗi phần cho bà con có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo, người dân tộc thiểu số của xã Đắc Lua. Đắc Lua là xã vùng sâu vùng xa của huyện Tân Phú, người dân chủ yếu là đồng bào dân tộc thiểu số, kinh tế dựa vào nông nghiệp nên đời sống vật chất của bà con còn nhiều khó khăn. Địa phương rất vui khi các đoàn công tác xã hội, mạnh thường quân đến ghé thăm, tổ chức các hoạt động thiện nguyện. Trước đó vào chiều 31 tháng 1, Báo Đồng Nai phối hợp với Tổng công ty Tín nghĩa, Ban tuyên giáo huyện ủy Xuân Lộc cũng đã trao 100 phần quà cây mùa xuân tại huyện Xuân Lộc. Đây là năm thứ 21 Báo Đồng Nai phối hợp với các doanh nghiệp mạnh thường quân tổ chức chương trình cây mùa xuân nhằm chia sẻ góp thêm những phần quà xuân giúp bà con nhân dân đón Tết vui tươi đầm ấm hơn. Không để việc thi công kè sông Đồng Nai ảnh hưởng đến lễ hội chùa Ông. Tin của Đăng Tùng. Thưa quý vị, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh cho biết hiện đơn vị thi công dự án kè chống sạt lở bờ sông Đồng Nai đoạn từ cầu Rạch Cát đến cầu Gành phía Cù Lao Phố, phường Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa đang hoàn tất việc thu hồi máy móc, hoàn trả mặt bằng trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2024. Việc thi công sẽ bắt đầu trở lại sau khi các hoạt động lễ hội du xuân kết thúc để đảm bảo việc thi công thông suốt và an toàn cho phương tiện. Việc xây dựng tuyến kè dài hơn 1,8 km trên ngã ba sông Đồng Nai và sông Cái, bờ phía phường Hiệp Hòa nhằm bảo vệ bờ sông, đảm bảo ổn định, chống lại các tác động xâm thực của dòng chảy tự nhiên và sóng tàu thuyền. Ngành chức năng yêu cầu đơn vị thi công phải có biện pháp che chắn không để vật tư thiết bị rơi xuống luồng tàu và phải tự chịu trách nhiệm nếu trong quá trình thi công để rơi thiết bị vật tư vào khu vực thi công gây mất an toàn giao thông. Lưu ý rà soát các công trình khu vực dự án và có biện pháp đảm bảo cho công trình, đặc biệt đối với cầu Gành, cầu Rạch Cát và các di tích lịch sử ven bờ. Giá xăng tăng lần thứ tư liên tiếp vượt mốc 24.000 đồng một lít. Tin của Hải Hà. Thưa quý vị, từ 15 giờ ngày hôm qua 1 tháng 2, giá xăng E5 RON 92 tăng 742 đồng lên mức 22.913 đồng một lít. Xăng RON 95 tăng 753 đồng lên mức 24.160 đồng một lít. Dầu diesel cũng tăng 623 đồng lên mức 20.999 đồng một lít. Dầu hỏa tăng 370 đồng một lít. Dầu mazut tăng 593 đồng một kg. Đây là điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu thứ 5 trong năm 2024, trong đó giá xăng các loại đã 4 lần tăng, 1 lần giảm giá. Giá ga tiếp tục tăng thêm 5.000 đồng một bình 12 kg. Tin của Hải Hà. Cũng trên đà tăng giá nhiên liệu, từ đầu tháng 2, giá ga bán lẻ trong nước sẽ tăng khoảng 5.000 đồng một bình 12 kg. Đây là lần tăng giá thứ hai liên tiếp. Theo đó, giá các loại ga phổ biến dao động từ 448 đến 470.000 đồng một bình 12 kg, tùy theo từng thương hiệu. Giá gas bán lẻ trong nước tăng trong tháng 2 năm 2024 có nguyên nhân là do các nhà cung cấp trên thế giới công bố giá nhiên liệu bình quân đạt mức 635 đô la một tấn, tăng 10 đô la so với tháng 1 năm 2024. Từ tháng 8 năm ngoái đến nay, giá gas bán lẻ trong nước đã liên tục tăng. Bắt chủ hụi chiếm đoạt hơn 49 tỷ đồng của hàng trăm hộ dân. Tin của Trần Danh. Hôm qua 1 tháng 2, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh ra quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Trần Quốc Huy, 37 tuổi, ngụ phường Bảo Vinh, thành phố Long Khánh để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Đối với vợ Huy là Nguyễn Thị Hoài Hương, 34 tuổi, ngụ phường Bến Thành, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh cũng bị khởi tố để điều tra về hành vi trên nhưng cho tại ngoại. Các quyết định đã được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn. Trước đó vào cuối tháng 5 năm 2023, hàng trăm người dân tham gia các đường dây hụi do vợ chồng Huy làm chủ, xác định chủ hụi không còn khả năng chi trả nên đã kéo đến văn phòng kinh doanh bất động sản Huy Thịnh Phát ở ấp 3 xã Lộ 25 huyện Thống Nhất do vợ chồng Huy làm chủ để đòi tiền hụi. Vào cuộc điều tra, công an xác định từ năm 2019 đến thời điểm xảy ra vụ việc, vợ chồng Huy mở các dây hụi để cho người dân tại Đồng Nai và các tỉnh lân cận tham gia, gồm chơi hụi tuần, hụi tháng với số tiền góp từ 1 đến 100 triệu đồng. Đầu năm 2022, vợ chồng Huy làm ăn thua lỗ, dù không còn khả năng trả nợ và thanh toán nhưng vẫn tiếp tục mở nhiều dây hụi khác nhằm chiếm đoạt tiền của các hụi viên. Đến ngày 26 tháng 5 năm 2023, Huy nhắn tin lên mạng xã hội tuyên bố bể hụi khiến nhiều người tham gia bức xúc kéo đến văn phòng của Huy để đòi tiền. Với chiêu thức trên, vợ chồng Huy đã chiếm đoạt của 337 cá nhân với số tiền hơn 49 tỷ đồng. Hàng loạt trụ đèn chiếu sáng trên cao tốc Phan Thiết Dầu Dây bị cạy lắp để cắt trộm dây điện. Tin của Phạm Tùng. Ban quản lý dự án Thăng Long, chủ đầu tư cao tốc Phan Thiết Dầu Dây cho biết đã nhận được báo cáo về tình trạng mất trộm tài sản gồm hàng rào, đường dây điện chiếu sáng trên tuyến.
Theo đó, từ thời điểm dự án được đưa vào khai thác đến nay, cao tốc Phan Thiết Dầu Dây xảy ra hiện tượng hàng rào thép gai bị cắt bỏ, mất trộm tài sản như hàng rào, dây điện chiếu sáng tại các nút giao, dẫn đến nguy cơ mất an toàn giao thông trong quá trình khai thác. Thống kê của liên danh nhà thầu cho thấy trên đoạn tuyến này có 10 vị trí điểm mở bị mất trộm cửa hàng rào, 54 trụ điện chiếu sáng bị cắt trộm dây điện với hơn 1,8 ngàn mét dây bị cắt trộm. Quán ăn Buffalo bị xử phạt 22 triệu đồng. Tin của Bích Nhàn. Ủy ban nhân dân thành phố Biên Hòa vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 22 triệu đồng đối với quán ăn bò nướng Flamme Buffalo ở đường Trương Định, khu phố 2, phường Tân Mai. Theo đó, cơ sở này đã vi phạm hành vi về không thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ kiểm thực 3 bước, không thực hiện đúng quy định về lưu mẫu thức ăn, cống rãnh thoát nước thải khu vực nhà bếp bị ứ đọng, không được che kín, không có dụng cụ thu gom chứa đựng rác thải, chất thải đảm bảo vệ sinh, không lưu trữ thông tin hoặc lưu trữ không đầy đủ thông tin để truy xuất nguồn gốc thực phẩm. Đây là quán ăn xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm vào tối 11 tháng 1 khiến 17 người phải nhập viện sau khi ăn một số món ăn như hàu, bào ngư nướng. Trên đây quý vị vừa cùng báo Đồng Nai cập nhật các tin tức đáng chú ý cùng tin nhanh audio.